phối hợp giữa Văn Thành và Văn Toàn. Vẫn còn Văn Thành. Trận đấu đang diễn ra rất hay và đó là bóng đá chính đầu tiên của Hoàng Gia Lai ở trong trận đấu này. Tốc độ của Văn Toàn cực tốt, bóng vẫn trong cuộc, rất hay. Hậu vệ của câu lạc bộ Sài Gòn đã cứu nguy ngay trên vạch bôi, đó là Lê Ca Hoài An. Suýt chút nữa thì Công Phượng đã có thể mang về cho Hoàng Gia Lai bàn thắng đầu tiên ở mùa giải 2021. Bây giờ thì chúng ta chờ xem là Hoàng Gia Lai sẽ có thể làm gì. Thôi, không được. Vừa rồi là Công Phượng. Điều lớp trên khung cảnh của thủ môn Phạm Văn Phong. Văn Toàn. Không thể có được một phản xạ tốt nhưng xa ngang lại cứu thua cho đội chủ nhà. Chưa có được một pha bóng thực sự ấn tượng. Randall tuyệt vời. Văn Toàn vẫn là người, không phải người ghi bàn là Minh Vương. Tình huống thoát đi rất nhanh của Văn Đào và Minh Vương đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để đem lòng cận thành ghi bàn cho các cầu thủ phố nối của Hoàng Gia Lai. Thắng rất quan trọng đối với Hoàng Gia Lai. Đây là một thời điểm vô cùng nhạy cảm. Văn Toàn tuyệt vời. Văn Toàn vẫn là người hùng của Hoàng Gia Lai, là người hùng của sân vận động Pleiku. Một lần nữa số 9 thể hiện được cái duyên ghi bàn của mình trong những thời điểm quan trọng. Một pha bóng tấn công tốt của Hoàng Gia Lai, vẫn là những pha tấn công biên quen thuộc, nhưng lần này bóng đã được triển khai vào nách trung lộ nhiều hơn và việc huấn luyện viên Kia Tí Sắc. Văn Toàn thoát xuống trong vòng vây của hai trung vệ câu lạc bộ Top Lane Bình Định, và cùng với đó Việt Theo sẽ gặp BKMX Bình Dương trên sân vận động Hàng Đẫy. Xuân Trường lập nhà khá hay, chuyền của Văn Toàn. Rado và đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội chủ sân Bay Cô. Sự hấp dẫn đang rất cao trong đội hình của Hoàng Gia Lai. Một tình huống đập nhà rất hay ở khu giữa sân và đường truyền với nhãn quang cực sắc của Văn Toàn. Và Brandao với một cú đá không quá mạnh nhưng đã lần thứ hai cho cầu thủ Hoàng Gia Lai đánh bại thủ môn. Vẫn là Washington Brandao. Lương Xuân Trường chết chắn. Đó là một pha vượt mà cũng nhãn hiệu quá. Brandao, Washington Brandao, ba người. Vẫn là Washington Brandao. Hai công dành cho Hoàng Gia Lai. Hai bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút. Và đây là gương mặt trầm tư của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Đội bóng của ông đã phải đón nhận hai bàn thua quá khó. Pedro Paulo, Washington Brandao lui về bên phía phần sân nhà để kiếm bóng. Thôi, bắt đầu. 3-0 rồi, 3-0 cho Hoàng Gia Lai. Đó là cú đúp của Văn Thành, rất hợp lý. Khuôn mặt thẫn thờ của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng.
Chỉ trong vòng một nửa thời gian thi đấu của hiệp hai, đội chủ nhà đã phải đón nhận tới 3 bàn thua. Mọi thứ sụp đổ quá nhanh. Văn Thành, đội kiểm soát vẫn thuộc về cầu thủ áo trắng. Văn Toàn, Văn Toàn, đã đứng nhìn những chiếc bóng lại chạm vào sàn nâng. Quá đáng tiếc cho cơ hội vừa rồi của Hoàng Gia Lai. Văn Thành hết sức khẩn trương trong việc đưa cháu vào cuộc sau pha xử lý phải nói là ngơ ngẩn của Nguyễn Trung Đại Dương. Và tốc độ Văn Toàn một lần nữa tạo ra điểm nhấn. Anh có một đường truyền dọn gỗ cho đồng đội. Lại là Văn Minh và Hà Nội. Xuân Trường, Cầu Phương, Đoàn Đào, khoảng trống dành cho Văn Toàn. 2-0. Hàng phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh đã chơi như mơ ngủ ở vòng vừa rồi. Văn Toàn có đầy đủ thời gian để đưa ra quyết định xử lý, vượt qua cả thủ môn Thanh Thắng và đưa bóng vào lưới trống. Tỷ số là 2-0. Đó là bàn thắng thứ 3 của Văn Toàn trong mùa giải năm nay. Cách mà các cầu thủ của Hồ Chí Minh chơi monsters. They brought me alive, but got no alive.